Đây thành phẩm con cá lóc nướng đây. Nó khô rồi các bạn ơi. Mình nướng hơi lâu. Thơm quá. Rồi. Đây bà xã đang ăn gì đây? Ăn gì em? Cá lóc nướng. Cá lóc gì? Cá lóc nướng chui. Lóc đồng nha, phải cá lóc nguội đồng. Chấm với gì đây? Là mắm me ha. Tỏi ớt. Chào cả nhà, đây bữa ăn tối của mình đó, cá lóc nướng chui. Tỏi ớt. Mắm me. Rau sống. Rau này trồng nhà luôn á. Cá lóc này cá lóc đồng đem từ Kinh Cùng ra nè các bạn. Đây mình cá lóc mình nướng đó. Rồi dễ từ cái lưng dễ xuống. Các bạn thấy mình nướng cá lóc có hấp dẫn không? Không có khét luôn ha các bạn, mà chín đều, không có ứ động máu ở trong luôn đó. Thấy không? Ngon quá. Này không có bún, ăn cuốn vào thôi. Đây là bánh tráng bự á, bánh tráng rất là bự. Bánh tráng này là bánh tráng ngày xưa. Bánh tráng cha như ngày xưa vậy đó các bạn. Buổi chiều mình ăn đơn giản không các bạn? Mình không thích ăn nhiều món. Ăn nhẹ dễ tiêu. Đây đang cuốn bánh tráng ăn đó các bạn. Dạo dạo thôi không có bún. Mắm me rất là dễ ăn, mắm me rất dễ làm. Đang tiếp một miếng me ha, xong bỏ miếng nóng vô, mình đánh ra đều, bỏ đường vô, xíu mắm vô, đánh nó tan xong với ớt tỏi mình băm sẵn, mình đánh ra đều xong nêm vừa ăn xong bỏ ớt tỏi vô, không ngon. Cái này phải có bún nữa, tại chiều tối rồi ăn bún sợ khó tiêu. Cái này là một phần rất là ngon của cá. Cá này được gọng rất là lâu, bắt ngoài mương gọng rất là lâu nên là nó sạch và ngủ hết trơn. Nè, âm nhậu không thích, mình cũng không thích luôn. Cuốn thêm cuốn nữa nha. Mình thích ăn bánh chén nè. Bỏ dao vô. Tùy theo mỗi người thích ăn dao nhiều ít, mình thích ăn dao nhiều. Da là trồng nhà hết. Phía trước có mấy cái chậu mình trồng bao.
đá cá cũng dòng nhà luôn. Ngon rí. Này không lỗi không? Tiếp tục cuốn thứ hai. Hết ăn trứng. Nóng lắm, con để nó đi ngồi cháy chứ. Để đây. Lột trứng cho bé ăn các bạn. Trứng nướng luôn các bạn, trứng gà tươi mà mình nướng đó các bạn. Không biết ở trong nó như thế nào, nó lần đầu tiên nướng. Để cha coi cái mẹ nướng trứng gà sao. Cha nướng trứng gà coi cha. Đây là cái màu đó nè. Ồ, cái màu trứng gà nướng. Trứng gà tươi luôn, 100% là tươi. Nướng. Thấu ơi. Thơm quá. Bạn thấy mình hay không? Thử. Đấy, cái mùi nó rất là lạ. Mình tự nướng trứng luôn đó các bạn. Bữa nào mình sẽ mua về mình nướng một bữa nữa nha các bạn. Nướng cái này mình không có rút ra, không có bơm. Nên để ở gia vị luôn, nướng tươi hoàn toàn. Nóng quá. Nóng quá nóng. Trứng gà nướng không cần luộc đó các bạn. Hơi lâu, nướng cỡ 10-15 phút. Nha, cái chồng đỏ ở trong nó là sao vậy? Nóng nha, ăn thơm. Ăn rụng răng à. Thơm không? Thơm. Rất là thơm. Mà trứng nướng để cho để cho thử cái mùi trứng nướng coi. Quy ăn đi chị mang đi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã xem video chia sẻ của mình về bữa cơm chiều nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó, cuốn bánh tráng chấm nước mắm me, rồi cá lóc mình nướng đó. Đây, xin chào các bạn nha, mình cùng bé Bảo Ngọc đây. Đi cặt nhánh tre để nướng cá lóc. Mình che khi mà mình thọt vô đây nhánh này các bạn, nhánh nhỏ nhỏ vậy đi nha. Đây nhánh này. Này. Mình chặt cái nhánh này nè các bạn. Ha, để vô mình làm cái lóc nướng chui. Đây, đâu Bảo Ngọc đứng lại cầm cái che cho ta coi coi. Đây, cầm phía sau phía trước, đưa phía trước đó, mình chặt được cái tre khoảng 4-5 tấc vậy đó các bạn, để mà để cho mình đâm mình lụi vô cá lóc mình nướng chui nha các bạn. Bây giờ mình lụi cá lóc này để mình nướng nha các bạn. Đây cái đầu nhọn nè ha. Chính ra con để nó dãy cái cây này. Đây, chúng ta lụi cái lóc ta cố định gì nè các bạn, để cho nó khi mà nó dãy nó nướng cái con cá nó thẳng nó ngon nha các bạn. Rồi, chúng ta chuẩn bị than nha, đi chuẩn bị than nha các bạn, để cá lóc đây đi ha, mình đi chuẩn bị than nha. Đây là than nè các bạn, than mình đã ủ, mình đã nướng chín nè các bạn. Than này than than nước chứ than nhãn các bạn. Nóng quá.
cầm cái đó vô nhà làm sao? Đâu? Đâu ra? Nào? Cái đó đó, cái gì á? Cái này hả? Dạ. Nóng lắm con, ra đi. Sợ quá. Đó các bạn ơi, mình đang nướng cá lóc đó. Đó, để nướng trứng nướng nè. Trứng nướng nha, trứng hấp te tét hết trơn nè các bạn. Đây là trứng nè, hấp te. Nóng lắm nè con. Nóng hả? Con cá lóc của mình nó bốc mùi thơm này. Nóng quá, than này than nước. Ồ ồ, mới đây mà cá lóc nó muốn vàng này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và cha mừng sẽ chiên cá lóc và trứng nha. Trứng nướng, trứng nướng chung hay chiên? Hả? Nướng. 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 Nướng trái đó, cá lóc và trứng gà. À, và mình làm bằng bằng đây là con cá này, kem rất là ngậy. Ở đây là con cá nha các bạn. Và đây là trứng. Đó là sủ bọ. Không còn nướng. Nhất thì phải. Nướng nhất đó. Thầy cha chị để nướng cá lóc và cũng nướng trứng. Nướng trứng là đó, nó đầy phùng lên á. Thấy chưa? Đây là bao cay nè, chị sẽ đeo vô. Vô nóng. Con quay luôn rồi cha. Nếu đây vàng tươi rồi kem thấy không? Nó đang bất thường nổ một cái là nổ nữa. Đó, kem thấy chưa? Đó, kem thấy không? Mới là vàng tươi rồi kem thấy trẻ hơn kem. Có máu thì kem. Và cha của chị đang lấy một cái dĩa để gió đừng có cay. Đó, nó bắt đầu vui luôn rồi đó kem. Các bạn, đây là cha mình đây, cha mình là cha nhịp blum. Thơm quá. Cái lâu lắm rồi không được ăn cá lóc nướng các bạn ơi. Đúng rồi đó. Cha của chị nói rất là đúng. Chị về dạ nóng quá. Chị chưa có ăn lần nào cho nên không có phải thương. Là than rất là nóng các bạn. Lửa than rất là nóng. Em biết là vẻ bao nhiêu mà đã chìm một cái trứng khác giống như vậy không? Cái trứng này á để mà hợp với ông ơi, người ta quay phim mà ông nói cái gì đó không? Nói cha ơi, cậu nhìn thấy trứng, có thấy trứng, có thấy trứng màu đen rồi kìa cha. Ừ, nó khét á. Mắt đầu đen rồi nè. Cá cũng đen luôn kìa cha. Ừ. Cha mà hồi cha chở con xuống, cha mà hồi á chờ cá cha chở con xuống, cha chở con xuống bên cấp 6 để con ruộng nha cha. Dạ. Dì cha coi cha cầu lửa nha. Dạ. Cha của chị thương chị lắm kia. Mua. Dạ, chút xíu. Nó là sủi bọ cha. Sao lúc kia vậy cha? Xì nước nha.
chị cha cháu ra rửa bọt kìa. Cháu lại mấy máu của con cá không? Con cá lóc này mình mua cá lóc đồng ở trong kinh khủng á các bạn, 120.000 một ký các bạn. Con đừng có dời ra rồi mất tiêu con cá lóc của cha rồi. Nó hét rồi kìa cha. Cái đồ bắt đầu có lửa rồi đó. Trứng gà nướng của mình đó các bạn ơi. Cha bắt đầu có lửa rồi đó cha. Dạ. Nó có lửa thì nó phải đi bao cay. Bao cay, để bao cay. Để hoa cay vô. Nhưng mà nó phùng một cái là đổ cầm dí một cái. Trứng nướng nha, kiểu này không biết kiểu gì luôn. Ui dùi. Rất là nóng các bạn ơi. Căng nứt cơ luôn rồi nè các bạn. Cá gì cha? Ê đừng quạt con, than không bụi không mà. Đừng quạt. Này con cá của mình nè các bạn. Này mình nướng cho nó vàng hết trơn cái vỏ, đừng có quạt. Xong cái bắt đầu mình cạo vỏ bỏ ra thì nó sẽ rất là ngon. Này, ăn với mắm me. Thật muối ớt vậy đó các bạn. Con à, nóng lắm. Đó, rửa tay đi. Thơm mùi cá nước quá. Đây, Bảo Ngọc đây. Ngọc ăn miếng cá với cha nè, Ngọc lấy giấy, Ngọc cầm luôn cho đừng dính tay. Nóng không con? Dạ không. Vô đây nè, con vô đây con cầm cây chỗ này nè. Đây nè. Cha nó phèn rồi kìa cha. Đâu? Kìa. Ừ. Đừng có chở. Con chở một hồi hư con cá của cha để đó đi rồi buông ra đi, con buông ra đi không sao hết. Ừ. Trứng nướng nè các bạn ơi, te tét hết trơn à. Nước quá tại mình khi mà mình đánh lên đó các bạn cho nó tan á. Mình đánh lên cho nó tan đều gia vị thì nó sẽ dễ bị khét vậy đó, dễ bị phồng vậy đó các bạn. Mình để tự nhiên thì nó không nó sao. Rất là thơm. Đây, cá lóc đá vàng rồi. Bảo Ngọc đâu? Bảo Ngọc đây, Bảo Ngọc ăn trứng nướng nè. Thơm quá hả con? Thơm, nóng. Đây đá vàng à, đá vàng. Bây giờ đây mình đặt cái này xuống nè. Cái này xuống cái hồi mình nướng, càng nướng thì nó càng da nó càng giòn càng ngon.
trứng gà nướng. Trứng gà nướng kiểu kiểu gì không biết luôn, quá trời. Mình dậy cá chết vô này. Bên này lửa nhiều. Trứng gà nướng gì là mình đã ăn được rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, cục gà cũng nướng hả? Dạ. Gà nướng ngon lắm mà. Dạ. Nóng đó nha con. Cha mới bỏ vô nóng nó cầm lên là phỏng đó nha. Đang rồi. Các bạn nhìn thấy hột gà của mình nướng lạ đời không các bạn? Nó tành bành hết trơn. Hột gà nướng là món ăn đặc sản của người dân Cần Thơ Hậu Giang đó các bạn. Dân nóng nóng nóng. Cha mới nói nóng mà. Cái đó dơ đó con thấy không? Sao con cầm ở chỗ cha kêu cầm thì không cầm. Trứng nướng đó các bạn. Trứng nướng mình mới nướng lần đầu nóng nha con. Cái gì vậy? Đừng có cầm nó nữa con. Đó, cá lóc của mình chín rồi đó các bạn ơi. Thấy mình nướng hay ha. Thank you.